không nhận là chủ mưu. Trong cáo trạng mới ban hành của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao liên quan vụ Mobifone mua 95% cổ phần Nga, một số cụ thể đã có sự thay đổi so với kết luận điều tra được cơ quan điều tra báo cáo trước đó. Trong đó, đáng xem xét là cụ thể thay đổi lời khai của ông Nguyễn Bắc Son. Đáng xem xét, trong cáo trạng nêu rằng ông Son nhận thức số tiền 3 triệu đô la Mỹ nhận từ Vũ là bất hợp lý nên nhiều lần viết đơn xin nộp lại. Tuy nhiên, ông Son không chiếm được sự hợp tác từ gia đình nên chưa thể nộp lại số tiền trên. Ông Son khai muốn tạo dấu ấn trước khi về hưu, khiến cho Mobifone và A phải nhớ đến tên Nguyễn Bắc Son. Đồng thời, ông Song cũng nhận thức được số tiền 3 triệu đô la Mỹ mà Phạm Nhật Vũ biếu vì mình đã chỉ huy trực tiếp việc mua 95% cổ phần của A. Đây là số tiền cơ quan điều tra phong tỏa tài khoản ngân hàng đứng tên Nguyễn Bắc Song và ông Song đồng ý dùng số tiền để khắc phục thành tựu cho hành vi phạm tội. Ông Trương Minh Tuấn khắc phục 4,1 tỷ đồng. Ông Trương Minh Tuấn là người trực tiếp đặt bút ký quyết định số 236 phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone. Quá trình khắc phục thành tựu của ông Trương Minh Tuấn có phần tích cực hơn ông Nguyễn Bắc Son khi gia đình ông Tuấn đã nộp 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn phong tỏa tài khoản ở ngân hàng băng đứng tên Trương Minh Tuấn với số dư 2,1 tỷ đồng. Ông Tuấn đồng ý dùng số tiền trong tài khoản để khắc phục thành tựu. Như vậy, tổng số tiền mà ông Tuấn và gia đình đã nộp lại là 4,1 tỷ đồng.